Một cuộn phim index kèm với cả phí trắng rửa phim thì đang có giá tầm khoảng hơn 300.000. Thế nhưng ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một giải pháp giúp các bạn có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn khi chụp ảnh phim. Đây chính là chiếc Kodak Extra H35, một chiếc máy half frame sử dụng phim 1.35 vô cùng gọn nhẹ. Half frame tức là trên cùng một đoạn phim của phim 1.35 thì bây giờ bạn có thể chụp được hai bức ảnh trên cùng một đoạn phim như vậy. Và từ đó, từ một cuộn phim 36 kiểu thì bây giờ bạn có thể chụp được lên tới 72 kiểu. Bên cạnh đó, số tiền mà các bạn cần phải bỏ ra để có thể sở hữu một chiếc máy ảnh như thế này thì rất là rẻ. Vậy nên hãy thử một lần trải nghiệm dòng máy half frame thú vị này nhé. Chính vì vậy,